Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin hôm nay. Rất vui vì có thể đem đến cho quý vị thật nhiều thông tin bổ ích và thú vị. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi phần tin chi tiết trong bản tin ngày hôm nay. Người đàn ông quan trọng nhất đời của Song Joong Ki. Song Joong Ki từng thừa nhận anh có nhiều bạn, nhưng thân thiết nhất vẫn là Lee Kwang Soo. Hoàng tử châu Á giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong lòng tài tử sinh năm 1985. Lee Kwang Soo và Song Joong Ki là đôi bạn thân nổi tiếng trong showbiz Hàn. Cặp sao nam cùng sinh năm 1985 và cùng gia nhập ngành giải trí vào năm 2008. Tài tử hậu duệ mặt trời từng thừa nhận anh chơi cùng nhiều mỹ nam của ngành giải trí như Jo Ah-in, Jo In-sung, Cha Tae-hyun, Kim Won-bin, D.O. của EXO, nhưng Lee Kwang Soo vẫn là người bạn thân thiết nhất. Song Joong Ki từng tiết lộ Lee Kwang Soo là người bạn nghệ sĩ duy nhất anh dẫn về nhà chơi và giới thiệu với cha mẹ. Mỗi khi Kwang Soo tới chơi, mẹ tôi lại nấu mì cho cậu ấy ăn, tài tử 36 tuổi chia sẻ. Tình bạn của Song Joong Ki và Lee Kwang Soo bắt đầu vào năm 2010 khi hai người cùng tham gia chương trình Running Man. Khi quyết định rời show để tập trung vào diễn xuất, Song Joong Ki cho biết người quan tâm và chăm sóc anh nhiều nhất chính là cậu bạn cùng tuổi Lee Kwang Soo. Năm 2012, hai người cùng tham gia phim truyền hình Nice Guy vào vai cặp bản thân Kang Maru và Park Jae-will. Hai nam diễn viên nhiều lần công khai bày tỏ tình cảm và chia sẻ kỷ niệm gắn bó với nhau trên truyền hình. Trong thời gian quay hậu duệ mặt trời ở nước ngoài, Song Joong Ki đã viết tên mình và tên bản thân lên hòn đá, kèm hình trái tim. Người hâm mộ đùa rằng tài tử họ Song đã bỏ mặc Song Hye-kyo để tỏ tình với trần ái Lee Kwang Soo. Anh cũng mời Lee Kwang Soo xuất hiện trong hậu duệ mặt trời với vai diễn khách mời. Kwang Soo nhận lời ngay lập tức, hai người có sự gắn bó đặc biệt thân thiết và mang lại nhiều tiếng cười cho chúng tôi, thành viên đoàn làm phim hậu duệ mặt trời chia sẻ. Với Song Joong Ki, Lee Kwang Soo đã trở thành người nhà. Không lâu sau khi tôi nhập ngũ, anh trai tôi kết hôn, Kwang Soo đã về quê nhà của tôi ở Daejeon, thay tôi đảm nhận vai trò con trai thứ hai trong gia đình và giúp đỡ tất cả công đoàn chuẩn bị đám cưới. Cậu ấy còn nhiệt tình chụp ảnh với hơn 1.000 khách mời. Tôi không kìm được nước mắt khi xem video ghi lại toàn cảnh hôn lễ, nam diễn viên kể lại. Để đáp lại tình cảm của bản thân, Song Joong Ki cũng dành ngày nghỉ phép hiếm hoi giữa kỳ nhập ngũ của mình để tới dự đám cưới của em gái Lee Kwang Soo. Không chỉ xuất hiện với vai trò khách mời, tài tử họ Song còn phụ giúp các công đoàn chuẩn bị như một người thân trong gia đình. Trong một buổi fan meeting tại Thái Lan, Park Bo Gum nói, "Nếu là con gái, tôi muốn hẹn hò với anh Song Joong Ki, đây là lời chân tình của tôi." Ngay lập tức Song Joong Ki trả lời, "Xin lỗi cậu, anh có Kwang Soo rồi." Câu trả lời của Song Joong Ki khiến người hâm mộ hai nam diễn viên thích thú. Truyền thông cũng thường lấy câu nói trên ra để làm ví dụ khi nhắc đến tình bạn 11 năm của Song Joong Ki và Lee Kwang Soo. Song Joong Ki cho biết Lee Kwang Soo chính là nguồn động viên tinh thần lớn nhất giúp anh vượt qua thời kỳ nhập ngũ khó khăn. Hoàng tử châu Á cũng là người đầu tiên biết chuyện Song Joong Ki hẹn hò và muốn kết hôn với đàn chị Song Hye-kyo. Vị trí MC hôn lễ cũng được ngôi sao hậu duệ mặt trời giao cho Lee Kwang Soo đảm nhận. Nói về mối quan hệ giữa hai người, Song Joong Ki từng bày tỏ, Lee Kwang Soo là người bạn quan trọng nhất trong cuộc đời tôi.